Ngày 20 tháng 6, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tuyên Quang đã có quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can Trần Anh Dũng, sinh năm 1988, trú phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, và Trần Văn Huân, sinh năm 1997, trú xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, về tội mua bán trái phép chất ma túy, quy định tại Điều 251 Bộ Luật Hình Sự. Khám xét nơi ở của hai đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 100 sản phẩm thuốc lá điện tử có chứa chất ma túy. Các sản phẩm thuốc lá điện tử được quảng cáo và bày bán dưới nhiều hình thức trên nhiều kênh thông tin, mạng xã hội. Ngày 20 tháng 6, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an quận Bắc Từ Liêm vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can 3 đối tượng, gồm Hoàng Văn Tuệ, sinh năm 1990, trú phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nguyễn Thị Thu Quyên, sinh năm 1993, xã Quỳnh Hồng, Quỳnh Phụ, Thái Bình, và Phạm Huy Hiếu, sinh năm 1990, xã Liên Giang, Đông Hưng, Thái Bình, để điều tra về tội buôn bán hàng giả. Theo đó, ngày 6 tháng 6, Tổ công tác Công an quận Bắc Từ Liêm đã kiểm tra 5 thanh niên chở hàng dừng đổ tại khu vực cổng làng Ngọa Long, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, thì phát hiện 505 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Astramen không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Nhân viên giao hàng khai được Hoàng Văn Tuệ thuê chở hàng để giao cho khách. Tại cơ quan công an, Tuệ khai mua số hàng hóa trên của Nguyễn Thị Thu Quyên. Quyên khai do không có hàng nên Quyên mua lại của Phạm Huy Hiếu, tài khoản Zalo Phạm Hiếu, để bán cho Tuệ. Mặc dù các đối tượng biết là hàng giả nhưng vẫn mua bán để bán lại cho người dùng kiếm lợi nhuận. Liên quan đến việc xử lý các đối tượng vận chuyển buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc, cũng theo thông tin được Công an thành phố Hà Nội cung cấp, Công an quận Bắc Từ Liêm vừa triệt phá thành công vụ buôn bán thực phẩm chức năng giả qua mạng xã hội, khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với Lê Văn Hữu, sinh năm 1997, và Trường Thị Thảo, sinh năm 1998, cùng trú tại Kim Trung, Hoài Đức, Hà Nội, để điều tra về tội buôn bán hàng giả và tiếp tục điều tra khai thác mở rộng vụ án, làm rõ các đối tượng có liên quan, xử lý theo quy định pháp luật. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn có giá trị hàng nghìn tỷ đồng. Các đối tượng bị khởi tố gồm Nguyễn Thị Dung, sinh 1956, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Nguyễn Minh Điệp, sinh năm 1972, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Nguyễn Minh Hằng, sinh năm 1985, và Nguyễn Phương Thảo, sinh năm 1981, cùng trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội. Qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện Nguyễn Thị Dung đã mua hơn 20 doanh nghiệp ma từ các chủ doanh nghiệp đang muốn giải thể để đăng ký hồ sơ khống nhằm phát hành hóa đơn giá trị gia tăng và xuất hóa đơn khống bán cho người có nhu cầu thu lợi bất chính. Từ cuối năm 2020 đến nay, nhóm doanh nghiệp ma này đã xuất hơn 5.500 hóa đơn với tổng số tiền đã bao gồm thuế VAT khoảng 2.200 tỷ đồng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khác mua, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, gây thất thu thuế của nhà nước hàng trăm tỷ đồng. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Thị Dung và các đối tượng liên quan, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều con dấu công ty, dấu chức năng, dấu chữ ký và nhiều tài liệu khác. Bước đầu xác định, đối tượng Dung đã thu lợi bất chính hơn 200 triệu đồng. Công an thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra vừa thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Thái Nguyên Thảo, sinh năm 1986, ngụ xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Khoảng tháng 1 năm 2023, Thái Nguyên Thảo, giám đốc công ty cổ phần xây dựng 24/3 Quảng Nam, nhận thấy năng lực của công ty không đủ điều kiện đáp ứng các yêu cầu về hồ sơ pháp lý dự thầu, thi công các công trình xây dựng, nên nảy sinh ý định làm giả con dấu của văn phòng công chứng. Thảo liên hệ đặt làm giả 3 con dấu và dùng các con dấu giả để đóng lên 2 tài liệu photo, gồm giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dụng giả và giấy chứng nhận kiểm định kỹ thuật xe chuyên dụng giả và ký giả chữ ký của công chứng viên để công chứng 2 tài liệu, đưa vào hồ sơ dự thầu thi công công trình xây dựng. Ngày 30 tháng 5,
Công an thành phố Tam Kỳ phối hợp cùng Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng thành phố Tam Kỳ kiểm tra hồ sơ dự thầu thi công một công trình xây dựng của công ty cổ phần xây dựng 24/3 Quảng Nam thì phát hiện các tài liệu giả trên. Khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan công an thu giữ thêm một máy tính xách tay, các con dấu giả cùng nhiều tài liệu tang vật khác có liên quan. Từ ngày 19 tháng 6, các phòng khám đa khoa trên địa bàn thành phố Nha Trang dừng hoạt động. Người dân tham gia khám bảo hiểm y tế tại đây sẽ được chuyển đến khám chữa bệnh tại trạm y tế phường xã. Ông Trịnh Ngọc Hiệp, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết, các phòng khám đa khoa khu vực số 1, 3, 4, 5 và nhà hộ sinh Hồng Bàng, thành phố Nha Trang tạm ngừng hoạt động. Riêng phòng khám đa khoa khu vực số 2 tiếp tục được giao nhiệm vụ thu dung, khám và điều trị cho người mắc lao, tâm thần, HIV. Đa số y bác sĩ từ các phòng khám dừng hoạt động để tiến tới giải thể sẽ được bố trí về Bệnh viện Đa khoa Dơ Sinh Nha Trang. Bệnh viện này sẽ tiếp nhận tất cả người bệnh từ các địa phương, cơ sở y tế khác chuyển đến để cấp cứu, khám chữa bệnh và thực hiện khám sức khỏe theo nhu cầu. Để tạo thuận lợi cho người dân có thẻ bảo hiểm y tế được khám chữa bệnh thường xuyên, Sở Y tế Khánh Hòa đã chỉ đạo các bệnh viện công lập, Trung tâm Y tế Nha Trang, các bệnh viện và phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn tiếp nhận khám chữa bệnh cho người dân có bảo hiểm y tế một cách tốt nhất.